Không lẽ chịu thua y sao? Đây cô, tôi nghĩ cây này đánh bại Mãnh Cương Trinh. Cái gì? Bảo đảm khi tung ra sẽ làm làng báo chấn động. Một số người sẽ mất ăn, mất ngủ. Để coi, cái giống gì mà anh quảng cáo nghe ghê quá. Thụy Ân Nhật Ký. Nhật ký của bà Ân hả? Không, bà nói là thiệt sao? Anh làm cho em thấy thú vị rồi đó. Bà dở đâu có gấp. Anh ngồi chơi nói chuyện với em. Cô cứ đọc hết cuốn nhật ký của bà Thụy Ân đi. Có đề tài rồi, ta sẽ bàn luận với nhau. Hình như anh giận em. Dạ không. Đó, bây giờ mà anh còn dạ thư là anh đang giận em đó. Tôi là người làm công, Thanh Châu là chủ. Tôi đâu dám vô phép. Từ khi anh tỏ rõ cho em thấy chí khí của anh thì ranh giới chủ công không còn nữa. Tôi đi ngang ghé hỏi coi đồ tôi may xong chưa. Trời đất, mới có 2 ngày sao xong kịp hả thầy? Với lại tôi muốn gặp cháu của dì. Nó đi chợ rồi. Hôm kia thì đi mua nước mắm, hôm nay lại nó đi chợ. Lý do lý cớ để tránh mặt tôi phải không? Không có mà thầy. Thiệt là con cháu tôi nó đi chợ rồi. Thầy không tin thì xét nhà đi. Lạnh đâu mà xét. Xét bậy, chị kiện tôi. Tôi bị kỷ luật đa. Chứ tôi nói thiệt mà thầy không tin. Nó ở ngoài chợ kìa. Thầy ra kiếm nó mà hỏi. Tôi đâu có biết mặt mũi cổ ra làm sao mà tôi hỏi. Thì thầy ra chợ, thấy đứa con gái nào mặt mũi xấu ơi là xấu là nó đó. Xấu? Xấu lắm hả? Thôi tôi về. Bữa nào mà đồ xong tôi ghé lấy. Vậy là tiểu thuyết của cô Cúc xuất bản rồi sao? Dạ rồi.
Anh lắm mù quá. Mưu kế gì hả quan? Anh đã dùng cuốn tiểu thuyết này đánh động dư luận để tòa phải coi thái độ của quần chúng mà nghị án. Thưa quan, không phải. Vậy chứ mục đích là gì? Tôi muốn thiên hạ biết tài của cô Cúc thôi. Tài năng đó phải chấp cánh để tung bay trên dòng trời vắng ngày. Anh khéo lắm. Anh là một công mà được hai việc. À, hôm nay anh có gặp cô Thanh Châu không? Tôi liên quan gì tới cổ mà gặp tôi? Biết nhớ tôi rồi sao? Không biết cổ có khỏe không? Quan kiếm cổ mà hỏi. Không được. Con cậu gái nhà tôi đang ở Sài Gòn. Phu nhân của quan vô Sài Gòn làm chi? Bà nghe nói tôi mèo mã gà đồng, cho nên bà vô coi hư thực ra sao. Không biết đứa nào thèo léo. Làm quan á, mất cái thú gió hạt mây ngàn hen. Anh còn ngạo tôi nữa. Thôi, tôi không ngạo quan nữa. Cáo từ quan tôi về. À, chừng nào mới xử vụ của cô Cúc? Chưa bắt được tên Hoàng, chưa xử được. Vậy chừng nào mới bắt được tên Hoàng? Làm sao tôi biết? Tuần cảnh mấy tuần nay truy lùng mà không ra tung tích y. Hoàng mướn tôi đi. 3 ngày sau tôi sẽ kiếm ra tung tích của y, nộp cho quan liền. Tôi giỡn đã. Lại ngạo nữa. Ai không biết anh có tài thám tử? Hay anh kiếm y dùm tôi? Tôi đãi anh rượu tây. Không còn món gì dụ tôi sao mà dụ rượu tây? Đội An suối tôi mời anh làm cố vấn cho Sở Tuần Cảnh Hoài. Hơi đâu mà quan nghe thầy Đội An. Thầy ngạo tôi đó. Thôi, tôi đi. Giang ca Hoài trễ việc của quan. Anh đi. Tự cao hả? Tôi sẽ cho anh hết tự cao. Lê Thị Thu Cúc. Dạ, chuyện chi vậy? Trạng sư Sương gửi cho cô. Dạ, cảm ơn. Không có chi. Tặng em đẹp thay một mảnh gương trinh, giữ nơi ô trọc giữ mình thanh cao. Nguyễn Văn Sương. Nè, chuyển giùm tôi. Tối nay qua lấy cớ đi trà án. Qua ghé nhà em được không? Còn bà phu nhân quan để cho ai? Bỏ ở nhà cho tụi gia dịch. Rồi bà sanh nghi, bà lùng kiếm quan, rồi tới nhà tìm em thì sao? Thôi quan ơi, quan chỉ nghĩ cho quan,
mà không xót cái phận của em. Em bị người ta mắng là thứ mèo mã gà đồng kia kìa. Ai? Quang đừng có làm bộ thương yêu em nữa. Qua thương em thiệt, chứ đâu có làm bộ. Qua đối xử với em thế nào, em quên sao? Nhưng mà mấy bữa nay Quang hững hờ với em. Qua đường đốc thúc bắt tên Hoàng, nghi phạm giết ông Thái Dương, nên lu bu lắm, đâu có thời gian mà đi thăm em. Em đang cần tin đăng cho số ngày mai. Quang nói rõ hơn cho em nghe được không? Thì tối nay Quang sẽ ghé qua nói cho em nghe. Vậy 9 giờ qua hẳn ghé. Vì tối nay em đi công chuyện, đến 9 giờ mới về nhà. 9 giờ về nha. Hồng à. Dạ. Vô đi con. Dạ thưa dì. Nè con, mấy hôm nay con lo ra. Bộ có chuyện gì sao? Dạ, con đâu có chuyện gì. Con đừng có giấu. Mấy bữa nay thấy con cứ giao nhầm đồ hoài, rồi ghi nhầm số đo nữa. Con nói đi, khó khăn làm sao? Con có đứa em kết nghĩa ở bên bến Bình Đông á. Nó làm nghề giác gạo. Mấy bữa nay nó bị ho quá. Bác Hội, con hốt được 100. Con cầm đi. Con cảm ơn gì? Con cứ lo cho đứa em. Khi nào em con khỏe mạnh thì con quay lại tiệm. Con cảm ơn gì? Hồng à. Dạ. Con với thầy đội hôm bữa có liên quan gì sao? Dạ. Dạ không. Con đừng có giấu gì. Dì biết con có mối quan hệ với lại cậu Mẹo và thầy đội, nhưng dì không có hỏi liền, bởi vì dì sợ con lo lắng. Thưa dì, con không muốn giấu giếm dì điều gì hết. Nhưng mà con xin dì cho con tạm thời giữ lại điều này. Khi nào thuận tiện, con sẽ kể hết mọi chuyện cho dì biết. Dì không phải nghi ngờ gì con, nhưng tại mấy bữa nay hết cậu Mẹo lại thầy đội cứ dạo qua dạo lại trước cửa, không biết họ muốn tìm ai. Con xin phép gì cho con chuẩn bị đồ để về bến Bình Đông. Hồng à. Dạ, dì gọi con. Thôi, con đi sớm đi. Dạ. Tìm đâu? Tôi đây. Bà mang cho tôi hai bộ ông coi. Một bộ bằng kem, một
bộ màu trắng. Ông may cho anh. May cho tôi. Hai màu đó không hợp với nước da của ông. Khách thích màu nào thì bà may màu đó. Mày đặt thật không hợp. Lúc ông vô đây, ông có thấy bảng hiệu của tiệm mai này không? Tôi không bao giờ ngửi lên nhìn cái gì. Tôi không có thấy. Vậy ông không biết là đúng rồi. Tiệm này là tiệm hai người. Tiệm mai uy tín nhất Sài Gòn. Tiệm tôi khi mai đồ cho khách có cố vấn thêm màu vải với kiểu đồ phù hợp với dáng người, màu da của khách. Nếu khách không ưng á, tiệm không may. Bày đặt. Đó là quy tắc chứ không phải bày đặt. Bây giờ bà có may hay không? Cáo lỗi với ông, mời ông qua tiệm khác. Buồn quá. Muốn tao cho đúng cái tiệm của mày không? Đồ thứ nhà giàu làm phách, có ngon thì đốt đi. Thử coi tôi có lôi đầu ông ra sở tuần cảnh hay không. Tao nói cho mày biết, tao đã lót tiền từ tuần cảnh cho tới biệt lý rồi. Tao có đốt 10 căn nhà cũng không ai dám đụng tới lòng chừng của tao. Ông cho ai đó? Tự nhiên y tới đây hăm dọa gì sao? Không, y đòi mấy đồ. Tôi nói màu vải không có hợp, y nên chọn màu khác. Y nổi cơn chửi thề, đòi hăm đốt tiệm. Chắc y thấy dì hiền cho nên định ăn hiếp đó. Mà dì biết y là ai? Y là Thanh Phụng. Lúc trước định sàm sỡ một cô tên là Thanh Phụng, nhưng mà chưa làm được gì thì bị một anh tên là Mẹ đập ba toan vào đầu. Đúng là đáp đời. Cảm ơn thầy đã giải nguy cho tiệm bay. Tôi đi qua đây thấy chuyện bất bình thì vô can thiệp thôi. Nghĩ gì thôi, tôi đi đây. Đồ của tôi mai xong chưa? Còn đơm nút nữa, mai chắc xong. Vậy mai tôi ghé đây. Mến ơi! Mến! Mến ơi! Mến ơi Mến! Em nghe rồi chị Hương. Em đã dặn chị, đừng có về rồi mà. Thôi, vô nhà đi rồi nói. Nè, em giữ đi. Em không lấy đâu. Tiền chị làm bằng mồ hôi nước mắt, em chê hả? Chị đưa tiền cho em rồi tiền đâu xây xài. Bà chủ tiệm á thương chị lắm, chị ăn ở không có tốn tiền. Hồi chiều bà chủ hốt dùng chị bác hụi được 100, tiền chị dành dùm được 100. Em cứ cất đi. Em mượn chị phân nửa thôi. Đủ uống thuốc rồi. Em mà không cầm á, chị giận em luôn đó. Hồi đó chị đau bệnh, em bên cạnh chăm sóc cho chị. Bây giờ em đau bệnh, chị lại không có bên cạnh em,
Em phải cầm lấy, đặng thuốc thang cho hết bệnh chứ. Em đã đi khám chưa? Ông thầy, ông coi mạch. Ông nói em bị lao lực. Ông bóc cho em mấy thang thuốc rồi. Sao em không đi nhà thương Tây? Em đâu có tiền. Hay ngày mai, chị xin nghỉ một ngày, đưa em đi khám nha. Thôi chị, em tự đi được mà. Chị mới vô làm mà nghỉ hoài, chủ sẽ không thích đâu. Nè, chị để lại cho em hai chai dầu. Có đau nhức chỗ nào thì thoa chỗ đó. Công hiệu dữ lắm đó. Nhớ ngày mai đi nhà thương khám nha em. Vài bữa chị rảnh, chị ghé thăm em. Dạ. Vậy thôi nha. Em mau hết bệnh nha. Nhớ cất tiền cẩn thận. Chị về. Chào ba. Chào cô. Thưa, bà có phải là bà Ba Trà, vợ ông Trần Thái Dương không? Ừ, là tôi đây. Cô kiếm tôi có chuyện chi? Tôi là Thanh Châu, thư ký tòa soạn báo Việt Nam Tân Phụ Nữ. Tôi biết cái chết của ông nhà còn nhiều điều chưa sáng tỏ. Đúng. Tôi có thể nói chuyện với bà được không? Dạ. Được, mời cô. Dạ. Áo thầy đội, con đếm nút xong chưa? Dạ, còn cái này nữa là xong rồi gì? Vậy con chuẩn bị sắp xếp. Lát thầy đội lại, con giao cho thầy. Con có nghe gì nói không? Con có nghe gì nói không? Dạ. Dì ơi, một chút nữa dì kêu chị khác giao đồ giùm con được không dì? Sao con không giao? Con ngại cái gì? Sao dì hỏi mà con không trả lời? Lát em đưa cái này cho thầy đội. Dạ. Con, vô trong, dì nói chuyện một chút. Cớ gì mà con không chịu gặp thầy đội? Lần trước chuyện cậu mẹo dì đã nghi nghi rồi. Con có quen với họ sao? Dì có hiếp đáp gì con đâu. Dì chỉ muốn hỏi cho rõ ràng thôi.
có những điều con không thể nói. Dì cho con nghỉ làm. Con sẽ đi liền, đi về khỏi bận tâm. Để con đi về bến Bình Đông đúng không? Ở trong cái chòi lá rách nát đó, phải không? Bây giờ tên con là gì? Hồng hay Hương? Con liệu giấu gì tới bao lâu nữa? Thôi, con muốn nói thì nói, không thì thôi. Dì cũng không có quyền gì mà ép con. Dì ơi, con biết là dì thương con, nhưng phận con không xứng với tình thương của dì. Con xin dì cho con được giữ kín mọi chuyện. Thôi, dì không ép con, dì chỉ thấy ấm ức thôi. Nếu con khó khăn thì nói với dì, dì giúp. Chứ con cứ giữ trong lòng hoài, làm sao dì giúp con? Mà biết giúp con chỗ nào cho trúng chứ. Dì ơi, con sợ điều con nói ra đây sẽ làm dì khinh ghét con. Nhưng không sao, con cũng đáng bị khinh ghét lắm. Dì đọc đi, rồi dì sẽ hiểu cho con. Bà đọc qua rồi thì thấy tôi hết lòng binh vực cho ông nhà bà. Tôi cảm ơn cô, tuy không quen biết mà cô hết lòng vì chồng tôi. Bổn phận làm ký giả là góp phần bảo vệ sự công bằng cho xã hội mà bà. Phụ nữ Nam Kỳ mình đâu có mấy người được như cô. Tôi chỉ là một hạt cát trong cái biển mênh mông những người tài giỏi thôi bà. Cô khiêm tốn quá. Tôi thấy như cô đây mới xứng là người phụ nữ tài đức vẹn toàn. Ai mà như con nhỏ Thu Cúc, vừa lẳng lơ vừa độc ác. Tôi nghe nói bà tính không khởi kiện Thu Cúc. Ừ, tôi cũng tính vậy. Dưới rạch giá, tôi tính lên Sài Gòn nhận ông nhà tôi về chôn cất thôi. Tại tôi nghĩ chắc là ông ấy sàm sỡ gì nên mới bị đâm như vậy. Nhưng bây giờ tôi đã rõ, ông nhà tôi bị người ta bày mưu hãm hại. Tòa cũng cận ngày xử rồi, bà phải lẹ mà nhờ trạng sư họ khởi kiện. Thú thiệt là tôi không rành mấy chuyện pháp lý. Tôi có quen một số luật sư giỏi ở Sài Gòn, có cả người Tây. Miễn bà có đủ tiền mướn họ thôi. Tôi chỉ cần ai giỏi hơn trạng sư Sương thôi. Nguyễn Văn Sương chỉ là tầm thường thôi, có tài giỏi gì. Tôi lại nghe ông xui tôi nói trạng sư Sương là một trong những trạng sư giỏi nhất Sài Gòn. Ông xui bà là ai?
là ông Phùng, chủ chành lúa Phượng Hoàng đó. Cha, thiện ác đối đầu chung hữu báo. Ai thiện ai ác vậy cô? Chừng vài ngày nữa là bà rõ hết mọi chuyện à. Tôi chỉ tóm tắt là ông Phùng có mối thù đối với Nguyễn Văn Sương. Thù này sâu lắm. Tôi có biết gì đâu. Nhưng ông xui tôi ở đất Sài Gòn, chắc là rành rẽ mọi chuyện phải không cô? Chắc tại ổng quan niệm theo cách của Doanh Thương. Còn tôi á, nhìn ông Sương với con mắt ký giả, tôi thấy ông ta cũng như trạng sư khác thôi. Vậy chứ bà cưới gả ai cho con ông Phùng? Tôi gả con Lụa, là con một của tôi, cho con trai ông Phùng. Hai bên tính ngồi xuôi trước lúc chồng tôi chết chừng 2 tháng. Tại con nhỏ Cúc mà ra cớ sự. Không thì hổng chừng hôm nay là ngày vui của gia đình bà rồi. Độc ác quá. Nếu chị lấy bạc á, thì trói ổng lại hay là đánh ổng xỉu cũng được rồi. Sao lại ra tay giết người chứ? Cô nói làm tôi tức quá đi. Tôi sẽ cậy trạng sư kiện cho nó, không treo cổ thì cũng ngồi tù một gông. Theo cô thì trạng sư nào có thể giúp được tôi? Ông trạng sư giảng, ông không ưa ông Nguyễn Văn Sương. Tôi chắc vì tị hiềm riêng, ông sẽ cãi cho thắng. Vậy để tôi chuẩn bị đi kiếm ông giảng. Bà không rành đường ở Sài Gòn, tôi có sẵn xe, giờ tôi đưa bà đi. Cảm ơn cô quá. Cô đúng là quý nhân phù trợ cho gia đình tôi. Thôi, chị ở đây với em. Vài bữa em khỏe, em sẽ kiếm nhà khác sạch sẽ hơn, mướn cho chị ở. Chị tính em hết bệnh thì chị về quê em mà. Má chị đã đuổi chị đi rồi. Chị về nữa mà làm chi? Hầm dữ còn không nỡ ăn thịt con mà em. Chị về xin lỗi, chắc má không giận chị nữa. Má chị cũng thiệt là vô tình. Nhà cửa đó là do một tay chị gửi tiền về sắm sửa. Vậy mà má chị không thèm đếm xỉa tới công lao của chị. Chứ bây giờ em biểu chị phải đi đâu bây giờ? Thấy cảnh của chị em xót xa quá. Để chị ra kêu xe kéo đưa em đi nhà thương. Thôi chị, để em uống thuốc nam, lâu mạnh nhưng cũng hết, lại rẻ tiền. Đi nhà thương tốn tiền lắm, mà chị em mình đâu có nhiều tiền đâu. Gì? Sao anh biết em ở đây? Em có sao không? Dì đây chỉ anh. Không à, dì tiệm với dì, dì không cho con đi đâu nữa đâu. Dì.
Anh biết vợ con Trần Thái Dương khởi kiện cô Cúc chưa? Tôi chưa biết, nhưng tôi đoán ra. Mà sao anh đoán được? Từ hôm mẹo báo của vợ con Trần Thái Dương lên Sài Gòn là tôi đã biết sẽ có vụ kiện tụng này. À, chắc là tên Phùng suối biểu bà đó kiện cô Cúc. Không phải, người suối bà Trà khởi kiện em Cúc là Thanh Châu. Là Thanh Châu? Vụ này có dính líu đến tên Hoàng, nên tên Phùng không chạy gì làm cho lớn chuyện, vì liên quan đến con trai y. Thanh Châu lấy tin từ quan Tục Cẩm, biết bà Trà ở đâu, nên cô mới kiếm bà suối bà này khởi kiện. Vậy mà em không nghĩ ra. À, bây giờ anh tính sao? Ta giống như dòng nước, bờ uống đâu thì ta theo đó. Nhưng mà họ muốn chặn lại thì sao? Chặn lại thì ta phá bờ. Hồng à. Dạ, dì gọi con. Có người kiếm con kìa. Xin phép dì cho con gặp anh Mèo. Ừ. Tôi tới đưa cô đi chơi. Ừ, tôi đang làm việc mà. Ừ, dì ba nói tối ngày cô cứ lúc thúc trong nhà, không chịu đi đâu, nên tôi muốn tới đưa cô đi lòng vòng cho khuây khỏa. Anh nói gì kỳ quá à. Tôi dẫu có muốn đi cũng đâu biết đi với ai, đành phải ở nhà mà thôi. Bởi vậy, tôi mới tới mời cô đi nè. Anh muốn đưa tôi đi đâu? Đi ra công viên hóng gió. Cô lên xe đi. Nhỏ à, dạ, con cầm lá thư này chờ cho chú Mèo về, nói chú sáng mai chạy ra bưu điện, dạ, nhờ họ gửi quà tóc, dạ. À, còn nè, và đem lá thư này qua cho bà Thủy Ân ở báo quán đàn bà mới nghe. Dạ. Anh giao cho Mẹo quá nhiều việc quan trọng, anh không sợ là quá sức anh ta sao? Tôi tin cậy Mẹo như là tôi tin chú. Lâu thiệt lâu tôi không có ra đây. Từ bữa nay tôi sẽ thường xuyên đưa cô ra đây chơi nghe. Anh còn công việc ở chỗ Trạng Sương, còn phải kéo xe, anh có rảnh đâu mà đưa tôi ra đây chơi. Tôi tranh thủ được mà. Anh Sương coi vậy nhưng mà anh tâm lý lắm, chính ảnh kêu tôi tới thăm cô đó. Chú xem đi. Chiến công của chú Mèo đó. Thủy Ân nhật ký. Sao anh có?
Trời phú cho tôi linh tính. Nhờ linh tính, tôi đã xuất hiện đúng lúc. Nghe đúng câu chuyện. Anh nói, sao em không hiểu gì hết? Chú biết như vậy là đủ rồi. Mẹo là người có thể thay thế chú. Làm những việc mà những người chức việc như chú không làm được. Là ăn cắp cuốn này.